mọi vấn đề của bạn có gốc rễ ngay nơi tâm trí, ngay nơi bản ngã. Thiền là gì? Thiền chính là giác. Người hành giả hành thiền cũng có nghĩa là người hành giả đang sống với giác của chính mình, đang sống với vị Phật ngay nơi chính mình. Khi bạn có thể sống với giác, thì lập tức bạn vượt ra khỏi giới hạn của tâm trí. Bạn đang đứng ngoài tâm trí. Giây phút mà bạn vượt lên và đứng ngoài tâm trí, thì tất cả mọi vấn đề lớn, nhỏ mà tâm trí của bạn tạo ra xưa nay lập tức được hóa tán. Tâm trí chỉ có thể tạo ra vấn đề khi bạn đang ở trong tâm trí. Sự hiện hữu của bạn nơi tâm trí chính là nguồn thức ăn. Nay bạn nhận ra vị trí cao hơn, vượt thoát nó, đó là vị trí giác. Và sống ngay nơi giác thì tâm trí của bạn sẽ bị bỏ đói và sẽ chết vì không có thức ăn, vì không được nuôi dưỡng. Khi bạn sống với giác, ngay khi đó tâm trí vẫn còn hoạt động, nhưng bạn đã không còn trong đó nữa. Bạn đã không còn nuôi dưỡng nó. Bạn đang quan sát tâm trí từ vị trí giác. Và chính trong việc quan sát này, bạn và tâm trí của bạn cũng bắt đầu xa dần, xa dần. Và chắc chắn đến một lúc nào đó, khi bạn luôn duy trì sự quan sát như thế mà không bước trở lại vị trí của tâm trí, thì mọi khổ đau do tâm trí tạo ra sẽ từ từ tan biến hết. Mọi vấn đề của bạn hiện có gốc rễ chính là ngay nơi tâm trí, ngay nơi bản ngã. Vấn đề khác chỉ là lá, là cành, nhánh. Và khi bạn sống ngay vị trí giác, thì bạn đang cắt tâm trí của bạn ngay tại gốc rễ. Bạn đang giải quyết tất cả những vấn đề của bạn ngay tại gốc rễ.